gần 80 đối tượng mang hung khí từ Đắk Lắk sang Đắk Nông đánh người. Ngày 25 tháng 2, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, trưởng công an huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy tìm các đối tượng gây thương tích cho nhóm nhân viên công ty bảo vệ dự án điện gió đang thi công trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 23 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Năng lượng Đắk Nơ Răng Đắk Nông tiến hành thi công sang lớp mặt bằng trụ điện gió VKT-66 thuộc thôn Thuận Hòa, xã Thuận, Hạnh, huyện Đắk Sông. Thấy các công nhân đang thi công Phạm Tuấn Kiên, Hoàng Trường Sa, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Duy Trọng cùng trú thành phố Hà Nội và Vũ Văn Thanh trú tại Hải Phòng và một số người dân có nhà và rễ xung quanh trụ VKT-66 ra ngăn cản. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm của Kiên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm bảo vệ công trình điện gió của công ty bảo vệ Đức Tâm. Do anh Trương Văn Sơn làm tổ trưởng tổ bảo vệ, lúc này Kiên đã gọi điện cho một người ở Đắk Lắc nhờ hỗ trợ. Sau khi thi công xong, nhóm bảo vệ của công ty Đức Tâm đi về. Khoảng 17 giờ cùng ngày, có khoảng 70 đến 80 người đi 14 ô tô từ Đắk Lắk đến và đi cùng nhóm của Kiên. Thấy nhóm nhân viên bảo vệ, nhóm của Kiên đã cầm dao pháp, gậy sắt lao vào tấn công gây thương tích cho anh Trương Văn Sơn và Nguyễn Tuấn Anh trú xã Thuận Hạnh, Đắk Sông. Khi anh Sơn và Tuấn Anh vùng bỏ chạy được, các đối tượng đã lên xe ô tô chạy về hướng Đắk Lắk. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Đắk Sông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chốt chặn bắt 7 xe ô tô cùng 24 đối tượng. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đều thừa nhận đã tham gia vào vụ việc gây rối an ninh trật tự được biết trước đó nhóm bảo vệ dự án điện gió tại đắk sông cũng đã nhiều lần mâu thuẫn và cũng gây ra nhiều vụ đập phá tài sản và gây thương tích người dân tại khu vực thi công điện gió